Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Trương Vân Nam, đại diện kinh doanh Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ. Tôi đang có mặt ở trong kho xe của Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ. Nếu các bạn đang tìm một mẫu xe mang thương hiệu lớn với giá trên 2 tỷ thì đây, tôi xin giới thiệu với các bạn về một mẫu xe GLC 200 4MATIC. Mẫu xe mang hơi hướng của GLC 200 và GLC 300. Một mẫu xe mang khối động cơ của GLC 200 nhưng full option với những option tiện nghi của GLC 300. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Có thể nói Mercedes-Benz rất ưu ái cho dòng GLC 200 4MATIC khi xe được trang bị gói ngoại thất được thiết kế theo phong cách off-road. Các bạn có thể thấy rõ ràng là phần cản trước được thiết kế vát lên để có thể vượt qua mọi địa hình khó khăn nhất. Tiếp theo, ở phần đầu xe chúng ta có thể nhìn thấy rõ phần mặt ga lăng được thiết kế hai thanh ngang, giúp chúng ta nhìn thấy chiếc xe có vẻ rất khỏe khoắn và rộng xe. Ngay ở dưới phần mặt ga lăng đó là camera 360 siêu nét của Mercedes. Cùng với đó là những mắt cảm biến đằng trước được thiết kế 6 cảm biến, giúp chúng ta an toàn hơn khi di chuyển, mà đặc biệt trong những cung đường chật hẹp. Cụm đèn pha không phải là cụm đèn pha multibeam như GLC 300 mà là cụm đèn pha full LED, thiết kế mới, hiệu năng cao, vẫn kiểu thiết kế đó nhưng chỉ thay cái phần thiết kế ở phía trong thôi. Nào, chúng ta cùng sang bên phần hông xe. Ở bên phần hông xe, vì xe được trang bị gói ngoại thất off-road cho nên các bạn có thể thấy cái phần la răng xe được thiết kế rất chắc chắn, rất chắc chắn. Riêng bản thân tôi thì tôi cảm thấy không được đẹp như GLC 300 nhưng về độ chắc chắn thì trông có vẻ vượt trội. Và vẫn được sử dụng la răng 19 inch giống như GLC 300. Nào, chúng ta cùng di chuyển. Đây là cụm gương chiếu hậu bên ngoài của GLC 200 4MATIC. Thoạt nhìn không khác gì GLC 300 cả, bởi vì được trang bị camera 360 xi nhan trên gương và gương điện chống chói. Bậc dẫm cực kỳ chắc chắn, giúp chị em có thể bước lên xe một cách dễ dàng. Một điểm thiếu so với GLC 300 nữa, các bạn có thể thấy ở đây không được trang bị Keyless Go, chức năng mở cửa không cần nút bấm. Chúng ta cùng đi di chuyển về phía đuôi xe. Về phần đuôi xe thì gần như tương đồng tất cả các mẫu xe GLC, gần như là như nhau. Vẫn được sử dụng khối đèn hậu full LED với LED khối, nhìn rất bắt mắt, đặc biệt là khi đi buổi tối. Cùng với đó, với 6 cảm biến phía sau cũng giúp chúng ta an toàn hơn khi lùi xe. Camera phía sau thì được giấu đi, khi nào sử dụng thì nó sẽ hạ xuống. Một đặc điểm rất hay ở trên các dòng xe Mercedes, đây các bạn có thể thấy body kit phía sau rõ ràng là có hai ống xả. Đúng, đương nhiên là hai ống xả rồi, tuy nhiên là đây là hai ống xả giả, còn ống xả thật thì Mercedes sẽ thiết kế chúc xuống phía dưới. Để làm gì? Giúp cho người ở phía sau không bị khói xe phả vào người. Và thứ hai nữa là khi mà khí xả xuống dưới thì nó sẽ nằm luôn luôn ở dưới, nó sẽ không làm gây hại đến môi trường. Phần cốp vẫn là cốp điện, được điều khiển với các nút ấn. Đấy, các bạn có thể trông thấy. Về phần khoang chứa đồ phía sau thì vẫn được trang bị là rèm, được trang bị lốp dự phòng, được trang bị kích và bơm, cùng với đó là lọ keo tự vá. Đó, bởi vì xe không được trang bị lốp xe run flat cho nên là xe sẽ được trang bị tất cả những thứ đó. Khi mà đóng cốp thì chúng ta cũng có thể sử dụng bằng một nút ấn thôi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào trong phần cabin xe nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu về phần nội thất của xe. Xe GLC 200 4MATIC
Phần ngoại thất thì được trang bị gói off-road, nhưng ở phía bên trong thì lại được trang bị gói nội thất exclusive là sang trọng và lịch sự. Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy ở phần cửa xe, đó vẫn là cụm loa Boomaster 13 loa 590W, vẫn là những nút chỉnh ghế điện và nhớ 3 vị trí ghế, vẫn là những nút chỉnh một chạm dành cho các cửa kính. Nội thất GLC 200 Formatic thì được trang bị ốp gỗ, đồ gỗ này là gỗ tần bì và được không được phủ bóng. Không được phủ bóng là để làm gì? Các bạn có thể sờ vào đây mà không để lại dấu vân tay này, không bị xước khi móng tay hay là chìa khóa cọ vào này. Đấy, nó là điểm mà tôi rất là thích ở chiếc GLC 200 Formatic này trong phần nội thất. Đó, ngoài ra thì xe được trang bị hai màn hình. Một màn hình trước, một màn hình điều khiển là 12,3 inch và màn hình trung tâm là màn hình 10,25 inch. Sử dụng hệ điều hành MBUX cảm ứng cực nhạy như chiếc điện thoại iPhone của mình. Đó, các bạn có thể thấy ở đây. Ngoài ra thì hệ thống màn hình này còn được trang bị 3 kiểu, 3 phong cách màn hình khác nhau. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Giống y như GLC 300 đúng không? Ngồi trong nội thất tiểu như mình đang ngồi trong GLC 300. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp theo, đó là về phần vô lăng. Về phần vô lăng cũng được thiết kế rất nhỏ gọn, vừa cầm vừa tay, chúng ta không cần phải bọc vô lăng nữa làm gì cả. Được bọc da và khâu rất là tỉ mỉ. Trên này có một số nút bấm, những nút cảm ứng giúp chúng ta dễ dàng hơn khi vừa lái xe vừa sử dụng. Ngoài ra những nút như là Cruise Control hay Limit Speed giúp chúng ta sử dụng dễ dàng hơn so với những phiên bản trước đây. Trên mặt táp lô ta có thể thấy bọc da cũng được khâu rất tỉ mỉ. Các bạn nhìn thấy đây, khâu rất tỉ mỉ. Kèm theo với đó ở phần bảng điều khiển trung tâm, và điều khiển trung tâm này cũng được ốp gỗ tần bì sần, không được phủ bóng, bởi vì là nếu như phủ bóng sẽ làm để lại dấu vân tay và móng tay của chúng ta hay là chìa khóa sẽ làm xước. Về sau nhìn trông rất là cũ, nhưng như thế này thì nó mãi mãi như thế này thôi. Đó, rất là tuyệt vời. Những cửa gió cũng được thiết kế rất tinh tế và điều khiển với điều hòa hai vùng độc lập. Những nút điều chỉnh nhanh, chọn nhanh. Một đặc điểm là xe Mercedes từ nay về sau sẽ không có ổ đĩa nữa. Không có ổ đĩa nữa, bởi vì sao? Bây giờ chúng ta thời đại số rồi, thì chúng ta dùng USB hoặc là dùng điện thoại để nghe nhạc online. Xe vẫn được trang bị sạc không dây. Để ở đây là sạc không dây. Với những nút bấm, đây là nút chỉnh các chế độ lái. Xe này cũng được trang bị như GLC 300 và GLC 200, được trang bị 5 chế độ lái khác nhau. Đó, giúp chúng ta trải nghiệm tốt hơn trên mọi cung đường. Đó, những nút đây là nút touchpad. Các bạn có thể không sử dụng bằng nút cảm ứng trên màn hình này thì chúng ta có thể sử dụng ở đây. Đó, rất dễ dàng di chuyển như một bàn di chuột máy tính vậy. Xem nào, ở trong này có hai cổng sạc. Cổng Type-C. Cổng Type-C là cổng chuẩn thế giới, chuẩn mới của thế giới bạn nhé. Ở đây cũng là có một cổng Type-C nữa. Cái cổng Type-C này giúp cho chúng ta kết nối dữ liệu với xe. Ví dụ là chúng ta sử dụng Android Auto hay là Apple CarPlay để chiếu cái màn hình điện thoại của chúng ta lên cái màn hình của xe. Chúng ta có thể sử dụng một số ứng dụng ngay ở trên màn hình xe của mình. Ví dụ như là Google Maps, ví dụ như là những phần mềm nghe nhạc, chúng ta có thể sử dụng luôn ở trên này. Đó, da thì da rất là êm và điều chỉnh và cũng được khâu rất là tỉ mỉ. Cả hai bên đều được điều chỉnh bằng điện. Đó, xe thì GLC 200 Formatic kém hơn GLC 300 ở cái cửa sổ trời. Đó, cái điểm này là tôi thấy là
Có nhiều người bảo là không cần cửa sổ trời bởi vì là ở Việt Nam mình tương đối nóng, cũng không cần thiết phải đến cửa sổ trời. Nó cũng là một một điều đúng. Đó, nhưng mà cũng có rất nhiều người muốn cửa sổ trời bởi vì có cái cửa sổ trời thì là mà trong xe cảm giác thoáng hơn. Đó. Trên này là tất cả những cái nút chỉnh đèn. Nút chỉnh đèn. Một đặc điểm rất là tinh tế của Mercedes đó là những cái nút chỉnh đèn này mình ấn vào đèn nó sẽ không sáng ngay mà nó sẽ sáng từ từ đây đấy, và nó tối cũng tối từ từ đó. Đặc biệt là những cái tay xách này thì không bao giờ để lại tiếng động đó, nó không có cái tiếng kêu cạch 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 bụp 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 đó, nó rất là nhẹ nhàng, giúp cho ngồi trong xe là một trải nghiệm nó gọi là cực kỳ là yên tĩnh đó. Rồi chúng ta cùng nhau ra phía sau nhé. Với chiều dài cơ sở tương đồng với các phiên bản GLC khác thì GLC 200 4MATIC cũng được trang bị chiều dài cơ sở là 2m87, cho nên là chúng ta có thể thấy là ngồi phía trong rất là thoải mái, đặc biệt phía sau đây rất thoải mái luôn. Cái độ nghiêng, độ ngả của ghế tôi cảm cảm nhận thấy rất là thoải mái, giúp chúng ta thoải mái khi mà di chuyển ở những cung đường xa đó. Trên xe GLC 200 4MATIC ở phía sau vẫn được trang bị ốp gỗ, vẫn được trang bị đèn viền 64 màu với 10 khối màu khác nhau, loa Bluemaster 13 loa, đương nhiên là có được được trang bị ở phía sau nữa rồi đó. Khoang kính sau màu tối các bạn nhé, khoang kính sau màu tối, cách nhiệt luôn đó. Ở đây chúng ta có thể thấy có hai cửa gió ở phía sau đấy, có thể đóng và mở cửa gió cùng các cửa gió có thể điều chỉnh được tùy hướng mà mình thích đấy. Ở đằng sau cũng rất là tiện nghi, tuy nhiên không phải là điều hòa ba vùng độc lập nhưng mà cũng rất mát đó. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị đó là cổng sạc 12V ở đây và cổng tai C dành cho điện thoại, chúng ta có thể cắm ở đây để sạc đó. Da thì vẫn chất lượng da giờ ngồi rất là êm rồi, cùng với đó là những hộc để đồ đằng sau cũng được trang bị đèn đọc sách đó, chúng ta có thể bật tắt. Cùng với đó là ở trên bốn cửa đều có những cái tay nắm này. Ở đây sẽ có tựa tay cũng được bọc da luôn các bạn nhé. Đó, ở trong này chúng ta có thể để được những cái đồ vật hoặc giấy tờ nhỏ nhỏ hoặc bút. Đó, cốc chúng ta có thể để vào đây. À, thêm chỗ này để cốc nữa. Đó, để cốc hoặc chai nước. Ngồi rất thoải mái các bạn ạ. Như thế này thì ngồi vào trong thần Sài Gòn cũng được. Đó, đằng sau ngồi nào, thử ở giữa xem nào. À, vì xe là dẫn động 4 bánh, cho nên là thường thường những xe mà có dẫn động 4 bánh hoặc dẫn động cầu sau ấy thì sẽ có những cái yên ngựa này. Đó. Có vướng không nhỉ? Cũng không vướng, ngồi có thể ok được. Hai người ngồi bên cạnh này. Tôi cao 1m83. Ngồi rất là thoải mái luôn. Ok, được. Rất là hợp lý các bạn ạ. Vừa rồi tôi vừa giới thiệu với các bạn tổng quan về chiếc xe GLC 200 4MATIC, chiếc xe tầm trung của dòng GLC. Ở dưới GLC 200 4MATIC thì là GLC 200 được bán với giá là 1 tỷ 799 triệu đồng, chưa bao gồm khuyến mãi đâu các bạn nhé. Đây là GLC 200 4MATIC với giá là 2 tỷ 099 triệu đồng, và cao cấp nhất đó là GLC 300 AMG được bán với giá là 2 tỷ 499 triệu đồng. Còn rất nhiều những tính năng an toàn mà tôi không thể sâu ra được bởi vì nó là tính năng an toàn ẩn bên trong. Rất nhiều thứ mà tôi qua video này tôi chưa thể nói hết được. Vậy thì mời các bạn cùng đến và cùng tìm hiểu thêm với tôi. Hoặc có câu hỏi gì hãy để lại comment ở phía dưới, tôi sẽ giải đáp một cách nhanh nhất. Hãy cùng like, share và subscribe kênh của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn.